khu kinh tế Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Được mệnh danh là đảo Ngọc Phú Quốc, nhìn từ trên cao xuống thật lộng lẫy và xinh đẹp giữa biển khơi. Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc nằm ở vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, là đảo lớn nhất trong quần thể 27 hòn đảo lớn nhỏ tại đây. Huyện đảo Phú Quốc có tổng diện tích 589,23 km2, chu vi đảo khoảng 150 km, bao gồm 2 thị trấn và 8 xã. Dân số hiện nay hơn 100.000 người. Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc cảnh sắc hài hòa, khí hậu mát mẻ, dễ chịu quanh năm và nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những bãi biển dài tuyệt đẹp với làn nước trong xanh biếc và những bờ cát dài trắng mịn, những dòng sông uốn lượn, những con suối róc rách ngày đêm. Cùng với đó là hệ sinh thái động thực vật trên rừng dưới biển vô cùng đa dạng và phong phú. Địa hình thiên nhiên thoai thoải chạy từ Bắc xuống Nam với 99 ngọn núi đồi. Điều kiện tự nhiên và khí hậu Phú Quốc thuộc loại nhiệt đới gió mùa. Do Phú Quốc nằm trong vùng vị trí đặc biệt của vịnh Thái Lan nên ít bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Tình hình phát triển kinh tế xã hội. Trải qua 9 năm thực hiện quyết định số 178/2004 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, bộ mặt huyện đảo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, mức tăng trưởng kinh tế GDP đạt khoảng 24,68%, thu nhập bình quân đầu người đạt 71.910.000 đồng một người. Cơ cấu kinh tế chia thành 3 khu vực. Khu vực 1, nông lâm thủy sản đạt 38,45%, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt khoảng 161.107 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 841 tấn. Khu vực 2, công nghiệp xây dựng đạt 18,53%, giảm 2,92% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực 3, dịch vụ và các ngành khác đạt 43,02%, tăng 0,62% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 12.003 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ đạt 1.209 tỷ đồng. Cơ sở lưu trú cũng tăng 25%. Ngành giao thông vận tải vận chuyển trong năm ước đạt 6,5 triệu lượt khách, trong đó vận chuyển đường hàng không tăng mạnh nhất 32,72%. Đường biển tăng 5,55%, đường bộ giảm 6,33%, vận chuyển hàng hóa đạt hơn 6,5 triệu tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 đạt 760,24 tỷ đồng. Tình hình quy hoạch xây dựng. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 được phê duyệt theo quyết định 633 trên QĐ-TTG ngày 11 tháng 5 năm 2010. Phú Quốc với các chức năng chính bao gồm khu du lịch, khu thương mại, khu đô thị, trong đó có khu đô thị gắn với các nghiên cứu khoa học, khu trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí tổng hợp có mục tiêu casino, sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế gắn liền với khu phi thuế quan. Quy mô sử dụng đất toàn đảo đến năm 2030 là 58.932 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 3.852 ha, đất du lịch khoảng 3.861 ha, đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ và dân cư khoảng 1.235 ha, đất chuyên dùng khoảng 1.489 ha, đất cây xanh mặt nước và không gian mở khoảng 3.399 ha, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.135 ha, đất lâm nghiệp khoảng 37.802 ha, đất nông nghiệp khoảng 5.813 ha, đất an ninh quốc phòng, đất dự trữ phát triển khoảng 337 ha. Theo đồ án, Phú Quốc được phân chia thành 3 khu đô thị lớn: khu đô thị Cửa Cạn, khu đô thị trung tâm Dương Đông, khu đô thị cảng An Thới, khu phát triển phức hợp du lịch, dịch vụ và dân cư Bãi Trường. 5 sân góp. Khu sân góp thuộc khu du lịch Bãi Cửa Cạn. Khu sân góp thuộc khu du lịch Bãi Dài. Khu sân góp thuộc khu du lịch Bãi Dòng. Khu sân góp thuộc khu du lịch Bãi Sao. Và khu sân góp thuộc khu du lịch Bãi Thơm. Quy hoạch xây dựng khu đô thị trung tâm Dương Đông,
là trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch và khu dân cư tập trung của đảo. Quy mô đến năm 2030, dân số khoảng 240.000 người, đất xây dựng đô thị là 2.502 hectare, mật độ dân cư khoảng 90 đến 100 người trên 1 hectare, mật độ xây dựng trung bình 30 đến 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 12 lần. Quy hoạch xây dựng khu đô thị cảng An Thới là khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật, trung tâm tiếp dẫn, phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, gìn giữ giá trị lịch sử, nhân văn của đảo. Quy mô đến năm 2030, dân số khoảng 71.000 người, đất xây dựng đô thị là 1.020 hectare, mật độ dân cư khoảng 70 đến 80 người trên 1 hectare, mật độ xây dựng trung bình 30 đến 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 4,2 lần. Quy hoạch xây dựng khu đô thị cửa cạn là khu đô thị nghiên cứu, bảo tồn rừng, biển, nông nghiệp và du lịch đảo. Quy mô đến năm 2030, dân số khoảng 26.500 người, đất xây dựng đô thị là 329 hectare, mật độ dân cư khoảng 70 đến 80 người trên 1 hectare, mật độ xây dựng trung bình 30%, hệ số sử dụng đất tối đa 2,8 lần. Quy hoạch xây dựng khu phức hợp bãi trường là vùng du lịch tổng hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ công cộng trên đảo và khu dân cư phục vụ du lịch với quy mô 1.235 hectare, dân số 65.000 người. Các khu du lịch sinh thái. Bãi Thơm, vị trí tại phía bắc đảo, là khu resort nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, giải trí, thể thao biển, sân gớp, công viên chuyên đề biển, tham quan làng nghề, quy mô 375 hectare, trong đó sân gớp có diện tích 100 hectare. Gành Dầu là khu du lịch sinh thái hỗn hợp kết hợp với khu dân cư làng chài truyền thống, quy mô 25 hectare. Rạch Tràm là một khu nghỉ dưỡng 4-5 sao kết hợp tham quan rừng tràm, rừng ngập mặn, quy mô 102 hectare. Rạch Dẹm là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp kết hợp tham quan rừng sinh cảnh đặc trưng, tham quan làng nghề. Trạng thái hoang sơ tự nhiên được giữ nguyên dành cho những du khách thích loại hình du lịch khám phá, quy mô 202 hectare. Bãi Dài là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp có sân gớp gắn với các khu resort thể thao biển, tham quan làng nghề, quy mô 567 hectare, trong đó sân gớp có diện tích 154 hectare. Dũng Bầu là khu du lịch nghỉ dưỡng 4-5 sao kết hợp điểm ngắm cảnh và giải trí thể thao biển, quy mô 394 hectare. Cửa Cạn là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, ngắm cảnh, giải trí thể thao sông, biển, giải trí sân gớp, tham quan làng nghề, quy mô 250 hectare, trong đó sân gớp có diện tích 102 hectare. Bãi Ông Lan là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, quy mô 200 hectare. Bãi Khem là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, thể thao biển, quy mô 99 hectare. Bãi Sao là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu thể thao biển, sân gớp, quy mô diện tích 397 hectare, trong đó sân gớp có diện tích 220 hectare. Mũi Ông Đội là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, ngắm cảnh, thể thao biển, quy mô 40 hectare. Bãi Đá Chồng là khu dịch vụ du lịch, khu nghỉ dưỡng sinh thái, trung tâm dịch vụ casino, quy mô 135 hectare. Suối Đá Bàn, vị trí trung tâm đảo, dưới chân núi Hàm Ninh là khu du lịch sinh thái, quy mô 115 hectare. Quần đảo Nam An Thới là khu vực có các điểm du lịch sinh thái dưới tán rừng kết hợp tham quan bảo tồn môi trường biển, giải trí lặn biển, thể thao biển, ngắm cảnh tham quan làng nghề. Hòn Thơm sẽ chỉnh trang các khu dân cư kết hợp phát triển các khu du lịch, dịch vụ, làng nghề, bến du thuyền, quy mô 150 hectare. Đảo Thổ Chu, vị trí cực nam của đảo thuộc xã Thổ Chu, nơi đây phát triển du lịch sinh thái rừng, biển gắn với an ninh quốc phòng. Các khu du lịch hỗn hợp. Khu du lịch Bãi Dòng, vị trí nằm tại phía đông đảo, là khu dịch vụ du lịch hỗn hợp đa năng, khu nghỉ dưỡng 3-4 sao, quy mô 745 hectare, trong đó đất sân góp có diện tích 244 hectare. Khu du lịch Vịnh Đầm, vị trí khu vực phía đông nam đảo, là khu dịch vụ du lịch tổng hợp, khu giải trí du lịch biển, quy mô 65 hectare. Khu phức hợp, trung tâm du lịch Bãi Trường, là vùng du lịch tổng hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí cùng các hoạt động tiện ích trên đảo và khu dân cư phục vụ du lịch, quy mô 1.235 hectare. Ngoài ra còn có các điểm du lịch đặc trưng như
điểm tham quan ban quản lý khu di tích nhà tù Phú Quốc, suối Tranh, suối Tiên, suối Đá Bàn, núi Chúa, núi Sa Đa, núi Điện Tiên, núi Ông Phụng, dân dân. Đối với công tác quy hoạch 1/2000, tổng số đồ án được phê duyệt đến nay là 36 đồ án với diện tích 9.840 ha trong tổng số diện tích 9.866,74 ha đưa vào quy hoạch, đạt 99,7%. Trong đó đất du lịch 4.406 ha, đất đô thị là 3.522 ha và đất khác là 1.911,9 ha. Tổng số đồ án được quy hoạch chi tiết 1/500 đến nay là 160 đồ án với tổng diện tích là 4.912,30 ha đã được phê duyệt trong 7.557,61 ha đất đưa vào quy hoạch, đạt 65%. Trong đó đất du lịch 3.005,81 ha, đất đô thị 482,33 ha và 1.424,17 ha đất khác. Tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu. Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của Phú Quốc. Một số công trình hiện nay đã hoàn thành các giai đoạn chính và đã đi vào sử dụng, tạo lực đẩy mạnh mẽ trong sự phát triển của đảo. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với quy mô diện tích 905 ha với tổng vốn đầu tư 16.206 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã cắt băng khánh thành, đưa sân bay đi vào hoạt động, có thể tiếp nhận được các loại máy bay lớn như Boeing 747, 767. Dự án nâng cấp cảng cá An Thới có tổng vốn đầu tư 62,440 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện là 26,057 tỷ đồng, đạt 41,73% so với tổng mức đầu tư. Dự án đê chắn sóng và nạo vét luồng cửa sông Dương Đông, tổng mức đầu tư 129,206 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện là 80,748 tỷ đồng, đạt 62,5% so với tổng mức đầu tư. Đường trục chính Nam Bắc đảo Phú Quốc có chiều dài khoảng 49 km với tổng mức đầu tư 2.468,630 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến nay là 1.666,993 tỷ đồng, đạt 67,5% so với tổng mức đầu tư. Đường vòng quanh đảo Phú Quốc có chiều dài 99,5 km với tổng mức đầu tư là 3.011,795 tỷ đồng, gồm 8 gói thầu về đường và 1 gói thầu về cầu. Hiện nay đang triển khai 5 gói thầu về đường và 1 gói thầu về cầu có chiều dài 47,846 km với tổng mức đầu tư là 2.113,329 tỷ đồng. Khối lượng hoàn thành từ khởi công đến nay là 682,610 tỷ đồng, đạt 32,3% so với tổng mức đầu tư. Đường nối trục Nam Bắc ra biển từ ngã ba Hàm Ninh đến ấp Suối Đá, tổng vốn đầu tư 193,820 tỷ đồng, giá trị khối lượng hoàn thành từ khởi công đến nay là 141,670 tỷ đồng, đạt 73,09% so với tổng mức đầu tư. Đường cửa lấp nối trục Nam Bắc, tổng vốn đầu tư 37,425 tỷ đồng, khối lượng hoàn thành từ khởi công đến nay là 17,96 tỷ đồng, đạt 47,98% so với tổng mức đầu tư. Ngoài ra, còn có một số tuyến đường trên đảo đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Về cấp điện, dự án cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc chiều dài 55,8 km, tổng mức đầu tư 2.336 tỷ đồng, hiện nay đã đưa vào sử dụng. Về cấp nước, dự án cấp nước Phú Quốc từ 5.000 mét khối một ngày lên 16.500 mét khối một ngày, có tổng mức đầu tư 296,725 tỷ đồng, giá trị cấp phát từ khi khởi công dự án đến nay là 27,193 tỷ đồng, đạt 9,16% so với tổng mức đầu tư. Dự án nâng cấp và cải tạo hồ nước Dương Đông, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh 60,398 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến nay 47,323 tỷ đồng, đạt 78,35% so với tổng mức đầu tư. Về xử lý nước thải, các dự án cũng đang được hình thành và trong quá trình triển khai các công tác ban đầu như giai đoạn 1 của dự án hệ thống đường ống và cụm xử lý nước thải Dương Đông 30.000 m khối một ngày và giai đoạn 1 của dự án hệ thống đường ống và cụm xử lý nước thải An Thới với công suất 25.000 m khối một ngày. Về xử lý rác thải,
Dự án khu xử lý rác thải Hàm Ninh với quy mô 25 hectare, tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng. Thu hút đầu tư. Công tác cấp phép đầu tư được quan tâm thực hiện một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Phú Quốc. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 194 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích 8.530 ha. Trong đó có 112 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng diện tích 4.850 ha, tổng vốn đầu tư 135.087 tỷ đồng. Có 18 dự án đã đi vào hoạt động, tổng diện tích 990 ha, tổng vốn đầu tư 6.849 tỷ đồng. Kể cả sân bay quốc tế Phú Quốc 905 ha với tổng vốn đầu tư 3.076 tỷ đồng. 14 dự án đang triển khai xây dựng, diện tích 779 ha, tổng vốn đầu tư ước tính 23.858 tỷ đồng. Các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Quốc có 1.426 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 33.254 tỷ đồng. Riêng trong năm 2013 có 138 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.134 tỷ đồng. Một số dự án đầu tư đã đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng đến Phú Quốc như khách sạn Hương Biển, khách sạn Resort Sài Gòn Phú Quốc, Resort Blue Lagoon, Eden, Famiana, La Veranda, Chancy, dân dân. Hiện nay, Phú Quốc đã thu hút được các nhà đầu tư lớn với các dự án lớn để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng của Phú Quốc. Các dự án tiêu biểu đang thi công, chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng như Vinpearl Phú Quốc, có vị trí tại Bãi Dài, xã Gành Dâu, đảo Phú Quốc. Với quy mô tổng thể 304 hectare, Vinpearl Phú Quốc bao gồm khu khách sạn cao cấp, khu biệt thự và khu sân góp. Giai đoạn 1, dự án với quy mô 5 hectare với 2 khối khách sạn cao 7 tầng, bao gồm 500 phòng, đang tiến hành xây dựng. Tiến độ dự kiến hoàn thành trong khoảng tháng 10 năm 2014. Khu du lịch sinh thái Trần Thái với quy mô 41,01 hectare là khu du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch với nhiều hình thức và sản phẩm du lịch độc đáo như khu spa bungalow trên đất liền, trên mặt biển, khu rừng phòng hộ bảo tồn, khai thác dịch vụ sinh thái dưới tán rừng. Giai đoạn 1 của dự án là khách sạn 5 sao The Sail Resort quy mô 300 phòng, hiện nay đã đi vào hoạt động. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset Sanato với quy mô 24,78 ha là khu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển cao cấp, sang trọng và tiện nghi với nhà hàng ven biển, resort cao cấp, trục phố đi bộ và cảng neo đậu du thuyền. Hiện nay, giai đoạn 1 với quy mô 8 hectare của dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng hạ tầng và đang trong quá trình triển khai xây dựng các công trình. Salinda Premium Resort là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của Phú Quốc với quy mô 120 phòng, đang trong quá trình hoàn thiện các công đoạn cuối cùng và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2014. Sonesi Villa Resort, khu tổ hợp, khu nghỉ dưỡng Sonesi Villas và Resort tại Phú Quốc với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng. Đây là khu nghỉ dưỡng với các chức năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khách sạn, dân dân. Quy mô khu nghỉ dưỡng 406 phòng, tiến độ hoàn thành dự kiến vào tháng 12 năm 2015. Khu dân cư thung lũng Tím, Violet Valley, nằm trong một thung lũng bao quanh bởi những dãy núi trên đảo Phú Quốc. Dự án Violet Valley có quy mô 72,28 ha, sẽ phát triển thành khu vực bao gồm khu biệt thự giường, các khu ở kết hợp dịch vụ, khu trung tâm thương mại cao tầng nhằm tạo điểm nhấn cho khu dân cư, giữ nguyên quy mô phần diện tích rừng tự nhiên trên núi Bộ Đội, tôn tạo, bảo vệ và gìn giữ cảnh quan rừng kết hợp du lịch sinh thái dưới tán rừng. Một số dự án đang kêu gọi đầu tư như khu đô thị Cửa Cạn. Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương giao cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên Becamex IDC nghiên cứu lập quy hoạch với diện tích gần 4.000 ha. Các dự án còn lại đang kêu gọi đầu tư ở An Thới, khu sân bay cũ ở Dương Đông với quy mô 83 hectare. Phú Quốc được định hướng phát triển là đặc khu kinh tế Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang, sẽ có một tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động năng động, hiệu quả, có tính tự quản cao, ít bị lệ thuộc, được chủ động sáng tạo, định hướng bước đi cụ thể phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển chung của vùng, miền, cả nước, phù hợp với hiến pháp, pháp luật và thông lệ quốc tế. Để Phú Quốc phát triển một cách mạnh mẽ, khai thác hết những tiềm năng của một trong những hòn đảo xinh đẹp của thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số cơ chế chính sách cho Phú Quốc.
Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 150/TB-VPCP ngày 14 tháng 8 năm 2007, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chuẩn bị đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 4569/VPCP-NC ngày 6 tháng 6 năm 2013, giao Bộ Nội vụ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố Phú Quốc. Ngày 22 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 31/2013/QĐ-TTG thành lập khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Khu kinh tế Phú Quốc được tổ chức thành khu phi thuế quan và khu thuế quan. Tổ chức, hoạt động và các cơ chế chính sách đối với khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang được thực hiện theo luật đầu tư do Nghị định số 29/2008/NDCP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 80/2013/QĐ-TTG ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang như về lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, về đầu tư các công trình trọng điểm trên đảo Phú Quốc, về sử dụng vốn đầu tư vào các công trình trọng điểm, đặc biệt là về ưu đãi hỗ trợ đầu tư. Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào đảo Phú Quốc được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất quy định tại Nghị định số 29/2008/NDCP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại, người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, kể cả đường hàng không và đường biển, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định này. Với những tiềm năng hiện có về tài nguyên thiên nhiên và những chính sách ưu đãi thuận lợi, Đảng bộ và nhân dân huyện đảo đang từng ngày ra sức xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cấp quốc gia và quốc tế. Phú Quốc cũng đang định hướng trở thành trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu vực.